Hello, xin chào bà con, xin chào mọi người. Hôm nay mình review lên cái đèn vừa làm xong cho một cái bàn ở Hồng Kông nhé. Bàn này xong ở Hồng Kông nhưng mà bàn về Việt Nam. Bây giờ bàn xem mình ở trên YouTube, bây giờ bàn đặt cho mình một cái đèn, đặt mình làm cho bàn này một cái đèn. Cái đèn này có công suất là 400W nhé cả nhà, 400W, bốn cái chip led, mỗi chip led 100W. Và cái đèn này được làm hai màu trên một chụp đèn, có công tắc để khi mình tà mực mình tắt ba cái chụp led trắng này, còn lại một cái chụp led vàng. Chụp led này theo yêu cầu của bạn ấy thì mình làm hai cái công tắc, một công tắc chuyển đổi và một công tắc nguồn ở phía dưới. Vì bạn hình như bạn cấu ở cảng hay là cái gì đấy, bạn công tắc ở gần cái bình ắc quy hơn, bạn ấy muốn như vậy. Và dây điện mình cũng làm đặc biệt cho bạn ấy là dây điện 2.5 Korea nhé, 2.5 Korea. Để máy lên nét mọi người nhìn rõ không ạ? Bây giờ bên ngoài là trời đang mưa. Và mình bây giờ cũng tầm 10 giờ đêm rồi nhé cả nhà. Mình ra ngoài để mình tẹt lên cho cả nhà cùng xem, rồi sau đó mình dán cái kính mica dài 3 ly nữa và hoàn tất để ngày mai gửi cho bạn ấy vì mình làm gấp. Mời cả nhà ra ngoài cùng xem nhé. Ở đây mình sử dụng cái bình ắc quy 30A. Cái đèn này dùng cho cái bình ắc quy là 120A, được 13 tiếng nhé cả nhà. Đấy, ở đây còn một cái công tắc nguồn này. Và lên đây là một cái công tắc chuyển màu. Đấy, cả nhà xem. Rất sáng nhé. Mặc dù trời mưa rất to. Rất sáng. Đây là màu vàng không ý. Và mình bật lên hết cả hai màu. Có nghĩa là sáng cũng phải ngàn mét vuông ấy. Đấy, con người mình đứng ở phía sau cái đèn này nhé. Đấy, rồi mình xoay đi cho mọi người nhìn cái góc rong của nó nhé. Đó. Ừ. Cả da thấy sáng không nào? Ừ. Đấy, mình nhắc lại nhé, cái đèn này có công suất là 400W, dùng cho pin 120A, được 13 tiếng. Bên mình làm theo đơn đặt hàng nhé. Cái đèn này thì làm cho một bạn ở Hồng Kông, đang sinh sống ở Hồng Kông. Rồi, bye bye, chào cả nhà. Mọi người ai có nhu cầu đặt hàng thì xin liên hệ với mình qua số điện thoại kết bạn Zalo 0834959169. Cảm ơn cả nhà, chúc cả nhà một buổi tối vui vẻ. Goodbye and good night.